Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngày 30 tháng 3 làm việc với bà Hàn Ni về đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Hàn Ni, tức là nhà báo Hàn Ni, lên làm việc và yêu cầu bổ sung hồ sơ, chứng cứ liên quan đến việc có đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, ngụ quận Nhất, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích tổ chức cá nhân. Kính thưa quý vị khán giả, trong suốt thời gian qua thì những cái thông tin về vụ bà Nguyễn Phương Hằng đã bị yêu cầu là khởi tố, cần nghiêm trị những người tiếp tay cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó thì bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị khởi tố liên quan đến tố cáo của ca sĩ Vy Oanh, và đến đỉnh điểm là bà Hằng bị bắt tạm giam. Cái giá của sự ảo tưởng ngông cuồng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Được biết, nhiều lần bà Hằng ngoan cố thách thức cơ quan chức năng, mặc dù là đã bị cơ quan chức năng gọi làm việc 4 lần và đã bị phạt, nhưng bà Hằng không bỏ. Và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đối mặt với bao nhiêu lá đơn kiện tụng trong suốt thời gian qua. Và cuối cùng thì công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó thì bà cũng bị tạm hoãn xuất nhập cảnh để cho là trong công tác điều tra được thuận lợi. Tuy nhiên bà Hằng vẫn livestream một bữa cuối cùng, đã nhiều lời nặng nhẹ và thậm chí chửi thẳng một vị cấp cao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bà Hằng Ni cho biết, trước đây bà Hằng Ni đã gửi đơn đến Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bà Hằng trong các buổi livestream đã vu khống, làm nhục, xúc phạm bà Hằng Ni. Nhưng sau đó đơn của Hằng Ni được chuyển giao cho công an tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết. Công an tỉnh Bình Dương đã hai lần mời bà Hằng Ni lên làm việc, nhưng nửa năm nay vẫn chưa trả lời chính thức về vụ việc này. Sau khi bà tố cáo thì trong các buổi livestream bà Hằng càng công kích mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể, giữa tháng 11 năm 2021, bà Hằng đến báo Sài Gòn Giải Phóng gọi là thăm bà Hằng Ni, kéo theo đám đông các YouTuber gây ồn ào. Bà Hằng còn lên mạng xã hội nói là sẽ truy cùng giết tận. Do đó bà Hằng Ni tiếp tục có đơn tố cáo đến công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bà Hằng có dấu hiệu đe dọa giết người. Sáng ngày 23 tháng 3 thì bà Hằng Ni cùng nhóm bạn đi ăn sáng ở gần nhà tại quận 7 thì bị một nhóm người, trong đó có 4 thanh niên, có hành vi xúc phạm rồi lao vào tấn công bà Hằng Ni. Trong lúc này, bà Hằng Ni có đơn tố cáo gửi công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận 7 đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 người này tấn công bà Hằng Ni trong lúc bà đi ăn sáng. Chính vì câu chuyện lùm xùm trong cái thời gian qua thì sau khi bà Hằng Ni bị tấn công, cái buổi livestream cuối cùng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng nhắc đến điều này, nói bà Hằng Ni có xích mích và có gây cấn với ai đó, sống không tốt, sống không đàng hoàng với những người hàng xóm xung quanh, cho nên có những người đó, người ta cảm thấy là không ưa bà Hằng Ni, cho nên cái việc xúc phạm tấn công bà Hằng Ni mà không liên quan gì tới bà Hằng. Thì trong buổi livestream của mình, bà Hằng cũng chia sẻ về vấn đề này. Và hiện tại cũng cần nghiêm trị những người tiếp tay cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng với việc quản lý 12 kênh trên mạng xã hội, tổ chức thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân. Bà Hằng có rất nhiều người, đội ngũ kỹ thuật giúp việc, trong đó là có chồng bà là ông Quỳnh Quy Dũng và cả luật sư như là tiến sĩ luật sư Đặng Anh Quân cùng nhiều người khác. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời mở rộng điều tra vụ án này, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân một. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, quản lý sử dụng 12 kênh mạng xã hội,
livestream có nội dung xuyên tạc đến đời tư của nhiều người khác và nhiều vấn đề xã hội nhạy cảm, với những lời lẽ dung tục, phản cảm, thậm chí là gây kích động, tạo nên một làn sóng văn hóa rác rưởi làm ô nhiễm môi trường mạng và đời sống xã hội. Hơn một năm qua, danh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục thực hiện nhiều buổi livestream các vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là công kích cá nhân những người nổi tiếng và cả lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Cùng lúc, công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn tố cáo cá nhân đối với bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng lợi dụng không gian mạng có hành vi vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đe dọa tới tính mạng của người khác. Không chỉ vậy, bà Hằng có nhiều lần kéo quân chính nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động tập tụ đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, như đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, tổ chức đoàn đi Hà Nội, An Giang, sân bay Tân Sơn Nhất, tỉnh Thất Bồng Lai, v.v. Trước đó, ngày 8 tháng 4 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 đến khi bị bắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Hằng làm việc 4 lần để cảnh báo và yêu cầu bà Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội thực hiện các hành vi xâm phạm đến cá nhân, đời tư người khác. Nhưng bà Hằng cố ý tránh né, không chấp hành. Trong khi đó, các buổi livestream chửi bới, nhục mạ người khác của bà Hằng có nhiều người góp sức. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ những người tiếp tay các buổi livestream cho bà Hằng, cung cấp tài liệu cho bà Hằng, tổ chức viết kịch bản, tổ chức truyền thông. Những blogger, youtuber, các cá nhân sử dụng mạng xã hội khác có hành vi tiếp tay cho bà Hằng phát tán những thông tin vi phạm pháp luật trên mạng xã hội, làm nóng dư luận xã hội cũng có thể bị xử lý, cũng như những người ủng hộ hợp tác với bà Hằng có dấu hiệu đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật đời tư của người khác bằng các thủ thuật như là hack Facebook, tài khoản xã hội, vân vân để cung cấp cho bà Hằng. Bên cạnh đó thì trường Đại học Luật cần thể hiện rõ quan điểm về ông Đặng Anh Quân. Trong các buổi livestream của bà Hằng còn có sự góp sức của luật sư để tư vấn hỗ trợ pháp lý, cũng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vai trò đồng phạm nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trong số những lần livestream có nội dung phản cảm gây kích động xã hội của bà Hằng, có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Trước khi bà Hằng bị bắt ít giờ thì chiều ngày 24 tháng 3 trên trang Facebook cá nhân mà bà Hằng vẫn thường xuyên sử dụng livestream, có thông báo sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu trò chuyện trực tiếp trong talk show tại trường đua Đại Nam vào 18 giờ ngày 26 tháng 3. Với chủ đề là nghịch lý thay đạo lý, với sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Nhưng show này không kịp thực hiện thì bà Hằng đã bị bắt. Như vậy, tiến sĩ luật sư Đặng Anh Quân là ai? Ông Quân là một giảng viên khoa luật thương mại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, giảng dạy các môn luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản. Trong nhiều lần buổi livestream với bà Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân cũng đã giới thiệu mình là giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, dùng tư cách giảng viên Đại học Luật của mình để tham gia livestream, sử dụng từ ngữ khó nghe. Dư luận cũng đã nhiều lần đặt câu hỏi tại sao một vị tiến sĩ luật, một giảng viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tay cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Không chỉ dư luận mà nhiều sinh viên trường Đại học Luật, học trò của tiến sĩ Đặng Anh Quân cũng đã phản ứng về hoạt động giúp bà Phương Hằng xả rác trên mạng xã hội, cho rằng là tiến sĩ Đặng Anh Quân đã làm mất uy tín của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chính tiến sĩ luật Đặng Anh Quân từng tiết lộ bản thân từng bị tấn công nhiều lần. Ông Quân cho hay đã có người dùng tác động cửa sau, nhiều lần yêu cầu ông phải im trên sóng livestream nhưng không thành công. Nói về những sinh viên tố cáo mình, tiến sĩ Quân cho rằng mình là người dám đấu tranh bảo vệ xã hội. Tôi cũng xin nói thẳng, những cựu sinh viên núp lùm nói xấu tôi
thì xin mời cứ việc nói xấu. Nên nhớ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có phương châm là sáng trí thức, vững công minh. Các anh chị không dám đấu tranh bảo vệ xã hội, không dám đấu tranh vì người nghèo thì im lặng đi, để tôi làm những chuyện đó. Đến bây giờ bà Hằng đã thành bị can, vậy tiến sĩ luật Đặng Anh Quân có còn đủ tư cách để đứng trên bục giảng đào tạo các luật sư tương lai hay không? Trên thực tế, từ tháng 11 năm 2021, nhiều người đã đồng gửi đơn tố cáo ông Đặng Anh Quân sát cánh cùng bà Hằng, thực hiện nhiều buổi live stream phản cảm đến ban giám hiệu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với báo chí thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nhà trường có nhận được đơn tố cáo về việc giảng viên Đặng Anh Quân. Tuy nhiên, phòng thanh tra nhà trường đã xem xét căn cứ các quy định của pháp luật, nhận thấy rằng nhà trường không có thẩm quyền xử lý vụ này. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải cho rằng hiệu trưởng nhà trường là người đứng đầu cơ sở, chỉ có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức hoặc là viên chức trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Những vấn đề ngoài lĩnh vực nghề nghiệp thì không thuộc thẩm quyền, nên hiệu trưởng nhà trường không có thẩm quyền xử lý trong trường hợp này. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải khẳng định, nếu người có hành vi xúc phạm, vu khống người khác bị tố cáo thì tòa sẽ xét xử. Còn nếu người phát ngôn không chuẩn mực, loan tin sai sự thật, chửi tục trên mạng xã hội v.v. thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Thông tin Truyền thông. Thiết nghĩ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải là người đại diện lãnh đạo Đại học Luật không thể nói như thế, vì vấn đề ở đây liên quan đến thể diện đạo đức sư phạm của những người làm công tác giảng dạy tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của luật sư Nghiêm Xuân Lý, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình điều tra xác định những người này có bàn bạc thống nhất với bà Hằng trong việc dùng các lời nói khiếm nhã, xâm phạm đời tư của người khác hoặc là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bịa đặt, xuyên tạc, lăng mạ, lan truyền thông tin sai sự thật. Cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Riêng đối với những người bình luận trong các buổi live stream của bà Hằng, đưa ra thông tin của bà Hằng không đúng để làm nhục, vu khống người khác, thì sẽ được xem là hành vi cấm theo luật an ninh mạng. Ngoài ra, nếu việc đưa thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, người bị hại có thể yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố hình sự về tội làm nhục người khác hoặc là tội vu khống. Trong trường hợp này, người bị đưa thông tin xúc phạm phải có đơn tố cáo. Nếu hành vi chưa đến mức cấu thành tội phạm, có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định 15/2020 về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, v.v. Số tiền phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Còn nếu bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác hoặc là tội vu khống, sẽ bị xử lý có thể đến 5 năm tù đến 7 năm tù đối với những người vu khống. Hiện tại, công an đã xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội Internet, tổ chức nhiều buổi phát tán trực tiếp nội dung thông tin không được kiểm chứng liên quan đến đời tư của nhiều người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Theo đó, những người tham gia cùng bà Hằng có dấu hiệu đồng phạm theo Điều 17 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vì vậy, cơ quan chức năng cần mở rộng điều tra để xem xét vai trò của từng người đồng phạm như người tổ chức, người thực hiện, người xúi dục, người giúp sức để xử lý toàn diện triệt để. Kính thưa quý vị khán giả, trước đó thì danh nhân Nguyễn Phương Hằng thông báo trên Facebook cá nhân của mình là ngày 26 tháng 3 sẽ có một buổi tổ chức live stream talk show nói về những chủ đề mà trong thời gian qua bà cũng từng nói. Và bà không ngờ là ngày 24 tháng 3 thì công an đã đến nhà riêng và bắt tạm giam. Kính thưa quý vị khán giả, như đã thông tin trước đó thì bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần bị nhắc nhở, bị
phạt cho bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng vẫn lầm lờ và bỏ qua, coi thường pháp luật. Cho đến ngày hôm nay thì cái giá phải trả cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng, bên cạnh đó những người tri thức cũng như là những người đã từng giảng viên trong trường đại học luật như là ông Đặng Anh Quân và những người trong buổi live stream thì lần lượt sẽ được công an mời, và đồng thời nếu có hành vi vi phạm tới đâu thì sẽ xử lý tới đó. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi thông tin. Xin tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những câu chuyện nóng hàng ngày. Xin chúc tất cả quý vị khán giả một buổi tối bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.